Thưa quý vị, tiếp theo là một bản tin có liên quan đến châu Á cho biết, vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết đã bị tình nghi gây ra cái chết của 3 người ở Philippines. Giới lãnh đạo Philippines vào hôm thứ Sáu 2 tháng 2 cho biết, loại vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết có tên là Devasia có thể là nguyên nhân gây ra cái chết của 3 người tại quốc gia Đông Nam Á này, thế theo một cuộc điều tra của chính phủ. Hãng chế biến dược phẩm Sanofi của Pháp Quốc vào tháng 11 năm ngoái từng loan báo, vaccine Devasia có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ở những người chưa từng tiếp xúc với virus sốt xuất huyết. Tin tức này đã khuấy động dư luận tại Philippines, nơi có hơn 800.000 trẻ em đã được tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết trong năm 2016. Bộ Y tế Philippines cũng đã ra lệnh yêu cầu các cơ quan y tế và phòng khám ngừng sử dụng thuốc Devasia. Được biết, hãng Sanofi lần đã đầu tư hàng tỷ Mỹ Kim trong suốt 20 năm qua để phát triển vaccine chống bệnh sốt xuất huyết. Dịch bệnh sốt xuất huyết bắt nguồn từ loài mũi là căn bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng nhất trên thế giới hiện nay, với hơn 100 triệu người mắc bệnh và đồng thời đã cướp đi sinh mạng của khoảng 20.000 người, hầu hết là trẻ em vào mỗi năm.